Xin kính chào quý vị và các bạn. Tục ngữ có câu thả con săn sắt, bắt con cá rô để chỉ ra rằng trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều việc phải làm, nhưng quỹ thời gian thì có hạn. Chính vì vậy, hãy chọn việc quan trọng hơn, ý nghĩa hơn để tập trung nỗ lực thực hiện nhằm đạt kết quả tốt nhất. Đôi lúc trong nhiều trường hợp, chúng ta phải biết bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt, không quan trọng để tránh lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức của chính mình để phục vụ cho những thứ lớn lao hơn. Nếu chúng ta nhìn nhận vào việc V-League tạm nghỉ để phục vụ cho các cấp độ đội tuyển quốc gia thi đấu, thì câu tục ngữ trên cũng không có gì là sai. Nói như vậy không có nghĩa là biên cương bảo V-League không quan trọng, nhưng cần nhìn rộng ra đôi khi quãng thời gian nghỉ để tập trung cho U20 hay U23 sẽ là bước đệm quan trọng để các mầm non trau dồi kinh nghiệm và hướng tới những vị trí trụ cột của đội tuyển quốc gia sau này. Xa hơn là chúng ta giúp cho bóng đá nước nhà hướng tới World Cup và thành công ở những giải đấu lớn khác. Tuy nhiên trên đời cũng không có gì là tuyệt đối. Nếu muốn có được cái này thì chúng ta sẽ phải đánh đổi bằng cái khác, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Và ngay bây giờ hãy cùng Biên Cương đi tìm hiểu nào. Tất cả chúng ta đều biết việc V-League có quãng nghỉ dài đều xuất phát từ mục tiêu chung quốc gia. Nhưng không thể phủ nhận điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến các câu lạc bộ. Rất nhiều các huấn luyện viên tỏ ra không hài lòng với việc cứ đá vài vòng rồi lại nghỉ dài dài. Tôi nghĩ các câu lạc bộ nên có tiếng nói hơn trong việc này. Chẳng có giải V-League quốc gia nào đá mấy vòng lại nghỉ hơn một tháng, rồi sau đó đá 3 vòng rồi lại nghỉ tiếp một tháng. Điều này thực sự bất cập. Tôi nghĩ nếu nghỉ để cho đội tuyển quốc gia trong một thời gian dài như vậy đã là quá rồi. Còn nghỉ dành cho một đội tuyển trẻ U20, U23 như vậy là không nên. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Thép Xanh Nam Định đã phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu hòa 0-0 giữa Viettel và đội khách Thành Nam trong khuôn khổ vòng 4 V-League 2023. Thực tế, việc nghỉ thi đấu quá dài ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của các đội bóng, chẳng hạn như Hà Nội, Thanh Hóa hay Bình Định. Khi các cầu thủ đang có điểm rơi phong độ, thể lực ổn định thì việc nghỉ dài khiến họ bị chững lại. Ngoài ra, đó còn là câu chuyện khi tinh thần thi đấu, sự hưng phấn bị ngắt quãng. Đây cũng là điều khiến huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tỏ ra quan ngại. Quãng nghỉ sắp tới dài gần 50 ngày, dù chỉ mới qua 4 vòng, gây khó cho các đội bóng. Các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cường độ thi đấu thì đã phải nghỉ dài. Khi quay lại, các huấn luyện viên một lần nữa phải giúp họ bắt nhịp trở lại. Tôi thấy giải đấu bị cắt vụn ra nhiều quá. Đây là khó khăn chung của đa phần các đội bóng, trong đó buộc phải thay đổi giáo án huấn luyện để phù hợp với lịch trình hiện tại. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng tỏ ra bất mãn với quyết định này. Sau vòng đấu này, tôi sẽ cho các cầu thủ hồi phục thể lực và cải thiện lối chơi. Tuy nhiên, khoảng nghỉ quá dài có nhiều bất cập, ảnh hưởng cả về phong độ, nhịp chơi cũng như tài chính của nhiều câu lạc bộ. Với huấn luyện viên từng dẫn dắt câu lạc bộ Buriram United ở Thái Lan, ông Božidar Banovic của câu lạc bộ Hà Nội cũng không giấu nổi nỗi phiền lòng. Thực sự quãng nghỉ như vậy là rất dài. Sau trận đấu hôm nay, giải đấu sẽ tạm nghỉ khoảng 6 tuần. Sau đó đá thêm 3 trận rồi lại nghỉ tiếp 35 ngày. Đời tôi đi huấn luyện chưa gặp ở đâu có quãng nghỉ dài như thế này. Ở Thái Lan cũng có 2 quãng nghỉ, nhưng nó bình thường như mọi giải đấu khác thôi. Tuy nhiên tôi nghĩ các cầu thủ ở đội tuyển quốc gia cũng cần những quãng nghỉ như vậy để phục hồi. Họ không phải một cái máy để có thể cày ải liên tục. Qua 5 trận đấu vừa rồi, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, nhưng họ cũng cần cải thiện thể trạng. Tuy nhiên cũng xin nhắc lại, tôi chưa bao giờ gặp giải đấu nào có quãng nghỉ dài như vậy. Và vì thế, tôi sẽ phải tìm cách để đưa ra các quyết định hợp lý cho đội bóng của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quãng nghỉ dài ngày sắp tới là cơ hội rất tốt để một số đội bóng rèn rũa, cải thiện lối chơi cũng như sự gắn kết của đội hình. Nhất là những đội bóng không có thành tích tốt trong 4 vòng đấu đầu tiên. Có thể kể đến như Sông Lam, Nghệ An, Hoàng Anh, Gia Lai đang có 4 trận hòa liên tiếp. Một trong những lý do dẫn đến thành tích không vui này vì các cầu thủ trẻ chưa kịp bắt nhịp và làm quen được với môi trường V-League. Hay như BKMX Bình Dương có 2 trận hòa, 2 trận thua. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đang đau đầu trong việc tìm sơ đồ chiến thuật phù hợp để tận dụng tốt nhất tài năng của cặp tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, Romario. Một số đội như câu lạc bộ Hà Nội, Công an Hà Nội cũng xem quãng nghỉ là một lợi thế nhờ vào việc có thêm thời gian gắn kết đội hình, rèn luyện thêm về chiến thuật thi đấu. Với việc 5 cầu thủ còn lại đã đặt chân đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi hoàn thành nhiệm vụ với câu lạc bộ chủ quản, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đầy đủ lực lượng mạnh nhất để hướng tới vòng chung kết U20 châu Á năm 2023. Những cầu thủ như Nguyễn Phi Hoàng, Hồ Văn Cường, Đinh Xuân Tiến, Bùi Vĩ Hào, Trần Nam Hải, Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt được xem là những hạt nhân quan trọng giúp bóng đá Việt Nam hướng tới sân chơi thế giới. Vì vậy, thành tích của U20 châu Á sẽ trở thành bản lề giúp họ tiến xa hơn trong tương lai. Và lại, đây cũng không phải lần đầu tiên V-League nghỉ để phục vụ các đội tuyển. Nếu nhìn về quá khứ, chúng ta sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ở mùa giải V-League 2022 từng có quãng nghỉ lên đến 4 tháng sau 4 vòng đấu đầu tiên. Đây là quãng thời gian trùng với hàng loạt giải đấu quốc tế lớn như vòng loại World Cup, SEA Games và vòng chung kết U23 châu Á. Việc các câu lạc bộ đồng ý nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia đã giúp bóng đá Việt Nam đạt thành tích tốt
ở những giải đấu đó. Nhưng hãy xem, mặc dù bị gián đoạn trong khoảng thời gian rất dài thì V-League 2022 sau đó vẫn kết thúc tốt đẹp. Các giải vô địch chuyên nghiệp vẫn diễn ra bình thường trong mùa giải 2022 cho thấy bóng đá Việt Nam có điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh. Suy cho cùng, nếu đặt lên bàn cân nhiệm vụ của câu lạc bộ với lợi ích quốc gia thì các bạn cũng đoán được cái nào là ưu tiên hàng đầu rồi phải không? Việc thành công hay thất bại của các đội bóng V-League không thể so sánh với giấc mơ World Cup của mỗi quốc gia. Đó cũng là điều bóng đá Nhật Bản, Hàn Quốc từng làm trước đây. Với những người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc, họ hẳn đã quên việc K-League 2001-2002 từng diễn ra với lịch thi đấu kỳ lạ ra sao. Để chuẩn bị cho World Cup 2002 trên sân nhà, K-League tổ chức gói gọn mùa giải 2001 với 27 vòng đấu trong 4 tháng. Với mật độ 3-4 ngày một trận rồi giải đấu tạm nghỉ 9 tháng. Việc có hơn nửa năm tập trung trước thềm World Cup đã giúp Hàn Quốc làm nên phép màu ở giải đấu diễn ra trên sân nhà khi lọt tới vòng bán kết. Khép lại mùa giải K-League 2002 diễn ra trong 4 tháng, Hàn Quốc cũng chính thức khai tử cho lịch thi đấu kỳ lạ đó. Bước sang mùa giải 2003, Hàn Quốc áp dụng lịch thi đấu kéo dài 8 tháng mỗi mùa. Điều đó được áp dụng đến tận ngày nay. Với Hàn Quốc, thành công của kỳ World Cup 2002 là thành tích có 1-0-2, nhưng các đội bóng vào giải vô địch quốc gia đã phải hy sinh quá nhiều vì mục tiêu ấy. Tuy nhiên, không mấy đội dám hy sinh mà có thể làm được như Hàn Quốc. Ví dụ thời điểm U23 Đông Nam Á năm ngoái diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2, nhưng giải vô địch quốc gia Thái Lan, Thái League vẫn tổ chức các vòng 20, 21, 22 cũng như vòng tứ kết cúp quốc gia, tức là kéo dài từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 27 tháng 2. Xa hơn là giải vô địch U21 châu Âu 2021 diễn ra từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3 trùng với FIFA Days, nhưng sau khi kết thúc thì các cầu thủ lập tức trở về câu lạc bộ chủ quản để thi đấu giải vô địch quốc gia chỉ sau đó có 3 ngày. Nói vậy để thấy việc V-League 2023 tạm dừng hơn 1 tháng rưỡi là bất cập lớn với sân chơi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Chưa dừng lại ở đó, V-League 2023 trở lại vào ngày 6 tháng 4 rồi đá thêm 10 ngày lại tiếp tục nghỉ đến tận ngày 19 tháng 5. Lý do là nhường chỗ cho U22 Việt Nam hội quân dự SEA Games 32. Do vậy, khi các kế hoạch đã được thông qua, các đội bóng hay huấn luyện viên chỉ biết than phiền và không thể thay đổi được quyết định rồi. Nói ra để thấy không phải cứ hy sinh tất cả thì chúng ta có thể thành công giống Hàn Quốc của World Cup 2002, hay cứ trì hoãn việc tập trung để rồi ảnh hưởng đến tham vọng của bóng đá nước nhà. Mặc dù vậy, với tần suất thi đấu 2 năm một lần xen kẽ giữa những giải đấu lớn như SEA Games hay AFF Cup khiến cho các cấp của đội tuyển quốc gia sẽ phải tập trung liên tục, quãng nghỉ dài của V-League có thể còn tiếp diễn trong những năm tới đây. Vì thế trong tương lai, Biên Cương cũng hy vọng sẽ có những phương án giải quyết ổn thỏa hơn, hợp tình hợp lý hơn cho tất cả các bên, thay vì cứ đấu vài vòng rồi lại nghỉ. Mà chính ra sự hy sinh này cũng có thể được đền đáp ngay trong mùa giải tới, mùa giải 2023-2024 theo format châu Âu. Cảm ơn quý vị đồng hành với câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cũng hãy nêu ra những ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên ủng hộ kênh bằng những lượt like, chia sẻ và đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.